Sao Việt ngày 28 tháng 2. Choáng với khối tài sản hàng chục triệu đô của bạn gái MC Quang Bảo, Châu Đăng Khoa lại bị tố đạo nhạc. Hiền thục khoe ảnh tuổi 13 và mối quan hệ đặc biệt với danh ca như Quỳnh. Hoài sa diện bikini đỏ rực chặt đẹp giàn thí sinh hoa hậu chuyển giới là những tin chính trong ngày 28 tháng 2. Choáng với khối tài sản hàng chục triệu đô của bạn gái MC Quang Bảo, mới đây, MC Quang Bảo bất ngờ công khai bạn gái sau thời gian dài giấu kín, được biết, bạn gái của Quang Bảo tên thân Thục Quyên, hiện là giám đốc điều hành của chuỗi khách sạn, khu nghỉ dưỡng nổi tiếng tại Việt Nam và đồng sáng lập một cơ sở lưu trú trị giá hơn 10 triệu đô la tại Bhutan. Đặc biệt, bạn gái nam MC còn từng có vinh dự lọt vào danh sách 10 gương mặt nữ doanh nhân kế nghiệp nổi bật của tạp chí Pháp Việt Nam. Bên cạnh đó, Thục Quyên cũng có mối quan hệ thân thiết với nhiều nghệ sĩ Vbiz như Trấn Thành, Xuân Lan, Hoa hậu Đặng Thu Thảo. Về cuộc sống đời thường, bạn gái Quang Bảo khá giản dị tuy nhiên cô có niềm đam mê với túi sách hiệu theo những hình ảnh chia sẻ thục quyên có bst túi sms đủ các màu màu sắc kích cỡ đây là thương hiệu túi sách đắt đỏ bậc nhất thế giới về phần quang bảo anh cũng là một nghệ sĩ thành công trong lĩnh vực của mình dẫn rất nhiều chương trình lớn nhỏ và truyền cảm hứng cho không ít bạn trẻ châu đăng khoa lại bị tố đạo nhạc ồn ào giữa châu đăng khoa với orin và Lily trở thành tâm điểm của làng nhạc những ngày qua khi sự việc tác giả người lạ ơi bị tố quỷ tiền vẫn chưa, được sáng tỏ thì mới đây ca khúc chân ái của anh lại tiếp tục bị cáo buộc đạo nhái. Theo đó, trên mạng xã hội, một số tài khoản đã thử sử dụng một ứng dụng tự động nhận diện ca khúc để áp dụng cho trường hợp của chân ái, sáng tác mới nhất của Châu Đăng Khoa do Orin thể hiện. Đáng nói, khi kiểm tra bit của ca khúc chân ái đã được công ty của Châu Đăng Khoa đăng tải trên kênh riêng. Kết quả ứng dụng này tìm kiếm được lại ra ca khúc Lear của Element Khối, đăng tải, vào tháng 6 năm 2019. Lear không phổ biến trên mạng, cũng không có trên Youtube, song lại xuất hiện ở một trang nhạc có tiếng trên thế giới. Nhiều ý kiến khẳng định Châu Đăng Khoa, đã đạo nhái. Song, cũng có một số người cho, rằng có thể nam nhạc sĩ mua phần beat của ca khúc này, để sáng tác chân ái. Song, đáng nói là, nếu việc mua beat là thật, ở phần credit MV chân ái phải có chú thích, tuy nhiên. Thực tế, cuối MV không hề xuất hiện thông tin Châu Đăng Khoa có sử dụng nhạc beat của Lia, đây cũng là thắc mắc của nhiều khán giả. Hiền Thục khoe ảnh tuổi 13 và mối quan hệ đặc biệt với danh ca Như Quỳnh, cách đây ít tiếng trên trang cá nhân. Ca sĩ Hiền Thục bất ngờ khoe hình ảnh thời thơ ấu đen nhẻm đáng yêu của mình, Hiền Thục viết: "Cô giáo Như Quỳnh ca sĩ Như Quỳnh, thuộc 13 tuổi, mình không gọi người phụ nữ xinh đẹp này bằng cô giáo, dù người ấy dạy mình từng chút thời hoa niên, mình gọi bằng chị như chị dạy mình hát dạy mình múa." Chị dạy mình mang vớ thắt nơ, những cái nơ to sinh nhiều cánh mang trên đầu, chị dạy mình nói hay, dạy mình nói sao cho đạt ý. Người phụ nữ xuất sắc này, mình giống chị, từng cử điệu, từng lời hát, có lẽ cả đời mình, vẫn thương nhớ chị thôi, ca sĩ như Quỳnh, và thuộc tuổi 13. Sau tấm hình dễ thương này, rất nhiều bạn bè đồng nghiệp đều vào bình luận chia sẻ cũng như chúc hai nữ ca sĩ ngày càng hạnh phúc hơn, đáp lại tất cả hiền thục dành những tình cảm chiều mến nhất tới tất cả mọi người. Về cuộc sống hiện tại của Hiền, cô hiện đang sống ở Mỹ. Dù không xuất hiện quá nhiều trên truyền thông như Hiền Thục vẫn đi hát bình thường, mỗi ngày ở Mỹ với Hiền Thục là một ngày vui bởi cô được đi dạo thảnh thơi, đến phòng thu vẽ tranh và nói chuyện với con gái mà không chịu bất kỳ áp lực nào. Hoài Sa diện bikini đỏ rực chặt đẹp dàn thí sinh hoa hậu chuyển giới, sau khi lọt vào top 13 thí sinh có phần thi tài năng xuất sắc nhất Miss International Queen 2020. Đại diện Việt Nam Bùi Đình Hoài Sa đã có mặt tại tỉnh Phuket, Thái Lan để tham gia vào đêm trình diễn tìm ra người chiến thắng giải thưởng Best Talent. Cô nàng cùng với 21 người đẹp chuyển giới vừa hoàn thành xong buổi chụp hình với bikini trên du thuyền tại một bãi biển xinh đẹp gần địa điểm tổ chức. Có thể thấy, dù trang phục tất cả đều giống nhau, nhưng đại diện Việt Nam Hoài Sa khiến người hâm mộ sao xuyến khi khoe đường cong mềm mại và cách tạo dáng chuyên nghiệp nếu tôi đọc nghe không hay thì xin gạch đá cứ bay vào mồm trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin hãy cho một lượt thích chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh xin chào và hẹn gặp lại